Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ô Tô Hay. Vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay, trời thì đang rất là mưa, trời chuyển đông rồi. Đấy, mời quý vị và các bạn cùng với em trải nghiệm một chiếc xe Kia Morning SLX nhập khẩu sản xuất 2010. Đấy, phiên bản số tự động máy 1.0. Đấy, trang bị chế độ máy Eco, vô lăng trợ lực lái điện. Đó, mọi thứ đều còn di nguyên bản, một chiếc xe thực sự là xuất sắc quý vị các bạn ạ. Trên cái dòng xe Kia Morning SLX nhập khẩu này thì trợ lực lái điện thì thường nó hay chạy lâu, nó hay bị rung vô lăng. À, nó rung thôi nhưng không ảnh hưởng gì nhé quý vị các bạn nhé. Đây, nhưng chiếc xe này thì im tuyệt đối, thực sự là một chiếc xe rất là hiếm có này. Đó, vô lăng Kia Forte này không rung lắc một tí nào, em vẫn đang bật điều hòa đây nhá. Đấy, kể cả là giảm đây hay có 20 độ thôi này. Đó. Đấy, vô lăng im phắc, thực sự là một chiếc xe chất lượng. Đấy, chiếc xe này thì thân vỏ máy móc máy số còn zin. Nó chỉ có mức giá là 215 triệu đồng một mẫu xe đô thị nhỏ gọn xinh xinh nhập khẩu. Dòng xe này thì cũng được gọi là nồi đồng cuối đá. Đấy, phá không hỏng. Đó, thực sự là một chiếc xe tốt này. Đấy, hệ thống số máy của nó thì zin tuyệt đối, êm phắc. Số zích zắc này, hỗ trợ leo dốc đổ đèo, số thấp này, những số thấp số 1, số 2 thì nó truyền nhiều mô men xoắn hơn. Đấy, chạy leo dốc ví dụ như hầm chung cư rồi cả đèo dốc các kiểu. Đấy, điều hòa auto này. Đó. Đầu đài nguyên bản chạy đĩa CD. Đấy, AM FM. Đó, sấy gương sấy kính này. Cổng sạc cắm USB đây. Đó, một chiếc xe tư nhân sử dụng đi thực sự là giữ xe 2010. Đây là gương chống chói điện tử được trang bị nguyên bản theo xe nhé. Đó, cảm biến lùi đầy đủ. Đấy, Kia Forte. Đấy, gương kính chỉnh điện. Đấy, xi nhan trên gương và kính lái là auto một chạm nhé. Chỉ cần tắp ly cánh này, các cái vết sần này nguyên bản, thực sự một chiếc xe cực kỳ là chất lượng, không thể, thực sự là em làm đã rất nhiều rồi. Đó, em chỉ vào số nhả côn này. Đó, vô lăng không rung lắc này, chuyển động êm ái tuyệt vời luôn. Đấy, không kiếm đâu ra một chiếc xe như vậy đâu quý vị các bạn ạ. Đó. Đấy, một chiếc xe trong tầm giá 200, hơn 200 một chút xíu thôi thì rất là khó tìm kiếm được một chiếc xe như vậy nhé. Đó. Mọi thứ đều còn zin nguyên bản. Đấy, trần này nguyên bản này. Đấy, sau đây thì em sẽ tiến về phần kho máy cho các bạn xem. Đấy, chiếc xe này thì máy số còn zin nhé. Máy số còn zin. Máy nổ im phát, không hề có một tiếng gì nhé. Sơn xì rất là sạch sẽ đẹp đẽ, xì nhan tích hợp trên gương, có hệ thống đèn đóm này, cái này gọi là tuyệt phẩm thì các bạn. Khi các bạn mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì phải liên hệ ngay với em Khánh để sở hữu một chiếc xe tuyệt vời như vậy các bạn. 218 triệu như các bạn nhé, ô đô chạy đúng 7 vạn thôi. Chiếc xe này là đăng ký 2012 nhé. 2012. Đó. Máy nổ siêu êm rồi. Đấy, xe này được trang bị động cơ là 1.0. Trang bị 4 máy này, 1 2 3 4 này. Công suất cực đại là 72 mã lực. Đó. Vừa đủ sử dụng cho một mẫu xe đô thị hatchback phân khúc A nhỏ gọn. Đi lại đường quanh ngõ hẹp. Đấy, máy số zin này, quý vị bạn nhìn nó hơi khó nhìn một chút xin, nhưng là cam kết với các bác là cái ốc cổ bô này, vuông đét, zin đét này, ốc trần máy này, đó, vuông đét nhá, máy số zin, không đâm va tai nạn ngập nước. Chiếc xe như này mà quý vị không mua thì mua xe nào ạ? À? Rất lâu rồi em mới có một chiếc xe nó hợp lý như này, đó,
giá cả thị trường thì nó theo đời xe thôi. Đấy, bây giờ có xe đẹp, xe đẹp xuất sắc và xe đẹp vừa vừa thôi, hoặc có thể xe bình thường thì giá cả nó vẫn có một chút dao động. Đấy, nhưng chiếc xe này thì cam kết với các bạn là zin tuyệt đối. Đó, ôi máy nổ không thể đỡ được. Cái máy nổ thì nó cũng một phần rất quan trọng, như khi các bạn trải nghiệm và đi nó thì mới thấy được nó thực sự là chất lượng. Đó, 218 triệu đồng một cái xe đô thị nhỏ gọn, zin tuyệt đối. Đó, mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A05576. Xe được có hạn đăng kiểm rất là dài, tháng 6 2022. Đó, xi nhan trên gương này. Đấy, tất cả đều được trang bị nguyên bản theo xe, là răng hoa mai. Đó, lốp Continental nhá. Đó, lốp lap thì mới đét, thành lốp 15 phân, và chiếc xe này sử dụng la răng 15 inch cơ. Đó, phanh đĩa ABS. Xe này thì sử dụng lại dẫn động đầu trước, hệ thống treo độc lập phía trước và dầm xoắn phía sau. Kể cả cái đèn xi nhan trên cương cũng còn quá đẹp luôn nhé. Đó, màu này thì rất là nổi bật. Đấy, hệ thống keo chỉ đây cam kết zin nguyên bản toàn xe luôn. Đó, táp ly này. Trời ơi, đẹp quá đi. Xe này thì không mua thì mua xe nào ạ? Nếu quý vị đã ưng rồi thì phải quyết nhanh. Đấy, liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240, hoặc kết bạn Zalo của em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Đấy, hệ thống ghế da pha lì này còn rất là mới luôn. Rất khó để tìm ra một chiếc xe đẹp như vậy nhé. Keo chỉ nhé, cột keo zin nguyên bản. Đấy, đây là phần lỉ này, có phần lỉ cánh này, đẹp zin toàn bộ quý vị các bạn. Đấy, xe này trang bị hệ thống âm thanh là 4 loa. Đấy, và dòng loa nhập thì âm thanh nó khá chất lượng, hơn khoảng 30-40% so với cả loa lắp ráp trong nước. Quý vị và các bạn nào mới xem video của em lần đầu, nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, bật nút chuông để được cập nhật những mẫu xe mới nhất điện thoại khi các bạn em đưa lên hàng ngay. Hệ thống đèn, tất cả các hệ thống đèn đều được trang bị công nghệ đèn halogen. Đó, cảm biến lùi, cam lùi. Đó, form xe nhìn từ phía sau thì rất là đẹp nhé. Kia Morning SLX nhập khẩu. Dung tích bình xăng của dòng xe này là 35 lít. Đấy, bình xăng thiết kế cũng rất là đẹp này. Bình xăng chủ xe rất là dữ này. Đó, gầm bệ đây. Đó, bệ chắc lịch. Đấy, chiếc xe này hệ thống lái dô tuyên thước lái thì trực lát này rất là chuẩn chỉ luôn nhé. Một siêu phẩm Kia Morning SLX 2010, lăn bánh là đầu 2012. Đó, 218 triệu đồng, 218 triệu đồng nhé. Thực sự là một chiếc xe đây, hàng ghế phía sau đây, ghế da nguyên bản này. Đó, đẹp không một vết mũi cắn nào luôn. Một mẫu xe nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng trong đô thị. Đấy, phần sàn này, cốp này. Đó, đấy, thiết bị lốp sơ cua, thiết bị tích lốp đầy đủ. Đấy, sàn xe thì như sàn xe mới này. Đó,
là đường tán máng nước này. Ốc bản này. Chiếc xe này là cam kết với các bạn là zin toàn tập nhé, không thể đẹp hơn được, nó gọi là đẹp toàn diện luôn. Vâng, vừa rồi thì em đã review lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý vị các bạn một mẫu xe nhỏ gọn xinh xinh, một mẫu xe phân khúc hạng A. Đấy, một chiếc Kia Morning SLX nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất 2010, lăn bánh là đầu 2012, phiên bản số tự động, hộp số 4 cấp và dung tích xi lanh là 1.0. Xe được trang bị 4 máy, công suất cực đại là 72 mã lực. Và mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó chỉ hơn 6 lít đường hỗn hợp thôi. Xe mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A05576. Chiếc xe hiện tại đang có mức giá là 218 triệu đồng. Vâng, 218 triệu đồng bên em bao thức hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô Duy Khánh. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.